Theo tin từ thanh niên Online, bà Vũ Thị Hồng Thái 47 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, được xác định là người điều khiển chiếc xe ô tô Mercedes 250 mang biển số 30J785 gây tai nạn liên hoàn ở khu vực gầm cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ Hà Nội, khiến một cô gái tử vong. Nữ tài xế đã đến trụ sở công an quận Cầu Giấy trình diện ngay sau đó. Hiện công an quận Cầu Giấy đang làm rõ sự việc, một vị lãnh đạo công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy, nói với nguồn trên. Ghi nhận của Dân, Việt Nam và Việt Nam Net cho hay, chiếc Mercedes 250 gây tai nạn này mới được mua vài ngày. Báo Giao thông dẫn thông tin từ cơ quan đăng kiểm cho biết, bà Vũ Thị Hồng Thái cũng chính là người đứng tên trong giấy đăng ký ô tô Mercedes 250 mang biển kiểm soát 30J785. Về diễn biến thời điểm xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Trường Giang, một nhân chứng, kể trên Việt Nam Net, xe Mercedes lưu thông hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ, rồi va chạm với nhiều phương tiện cùng chiều ở ngã tư Lê Văn Lương Nguyễn Ngọc Vũ. Cú va chạm mạnh khiến một cô gái đi xe máy bị đập đầu xuống đường, bị kéo lê mấy mét nên tử vong tại chỗ. Người phụ nữ lái ô tô có thể bị hoảng loạn nên lái xe đâm tiếp vào hai xe khác, trong đó có một xe máy chở gas. Bình gas trên chiếc xe máy rơi xuống đường phát nổ làm cháy các phương tiện kia. Lúc này, tài xế ô tô mở cửa nhảy xuống kịp thời nên không bị làm sao, còn anh chở gas bị thương nặng. Các phương tiện bốc cháy được một lúc thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đến dập lửa, Việt Nam Net dẫn lời anh Giang. Xe cháy rụi sau tai nạn. Ảnh, phóng viên Việt Nam. Ảnh, Việt Nam Net.